sáng mùng 6 tháng 12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy khiến hai người tử vong trên địa bàn. Trước đó, tối mùng 5 tháng 12, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Mọi người tiếp cận căn nhà, dùng nước và bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chặn hết các lối thoát. Hai người bị mắc kẹt bên trong căn nhà, hoảng loạn cầu cứu. Nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị liên quan đã có mặt chữa cháy, cứu người mắc kẹt. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai người đàn ông ở gần cầu thang và tầng trệt căn nhà. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.